Tôn thiền đức tăng trong những nét nam mà chúng tôi không được rõ. Chào cô tu nữ phúc hạnh, chào chư thiện nam thiện nữ thiện hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 330. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo ra tình ác thế gia sa quan đà mi bút thô ma hê si hằng tất thà ga tô lô cô tâm mô thấp ba ga rù hi chè thấp cô lô cát sa sa thà chân lạc đầm mốc cô quý đồ hoàn đà mơ hành tâm ná ra phù cái này giác tâm như lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sanh bằng thoát ly phiền não trói chân tô thượng giáo chủ kỹ năng vô lượng tử đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Thầm mô bà đi bồ giá tá sơ sá thu nô lô ca nó mạnh thá sá vi nà ca rô cô sắp bà nhu bút thấp bà ti phù ti sành nhá tô hoàn đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giá cần pháp bảo quý như anh vàng như la soi sáng vạt màng vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh đầy dụng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lãnh đạo pháp quan đảng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô su khá ta sá sà quá cô sách khá su ca mô quá rắc hầm quá sách khá cô nình đà phá sân sà lý á nà đá rô quá rô quanh đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giá cần tâm bảo thinh văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng thi tráng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tành áp tây tê chê nó xích khà mê ê tu quá thanh năng tá xà bí à nú phà quê nó xa hạ xà dê nó sẽ trả tốt. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy nha. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 330. Alo, quý vị còn nghe không? Thấy chiếc lá mùa xuân hay đưa lên ba số không, chẳng có thấy mùa xuân gì hết ha. À bây giờ nghe được rồi ha. Rồi xà thu xà thu. Như vậy thì bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha. Như thường lệ, câu Phật ngôn 330. Trước tiên chúng tôi xin đọc trước, rồi quý vị nhận diện cái mặt chữ, để rồi quý vị lên phân tích ha. Sau khi phân tích trường âm đoạn âm xong, quý vị sẽ đọc theo giọng kinh ha. Rồi sau khi đọc giọng kinh thì quý vị có thể kệ luôn ha. Còn quý vị không muốn kệ thì cứ đọc giọng kinh ha. Hai bên Chí Hà mưa lớn lắm ha. Ở Việt Nam thì cơn bão đi qua, bây giờ đang áp thấp nhiệt đới, cũng có mưa, cũng còn mưa rồi gió, nhưng mà không sao, mưa ngoài trời đừng có mưa trong lòng thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta xin đọc trước câu Phật ngôn 330. Ekasacari tăng say yo Ekasacari tăng say yo Ekasacari tăng say yo. Câu số 2. Natthi bà lê sa hà gia ta Natthi bà lê sa hà gia ta Natthi bà lê sa hà gia ta. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1, câu 2 ha. Ekasacari tăng say yo nát
thi bà lê sa hà gia tà e ca sa cha ri tăng say yô nát thi bà lê sa hà gia tà e ca sa cha ri tăng say yô nát thi bà lê sa hà gia tà. Bây giờ chúng ta qua câu số 3. Thích Nhật Quỳnh ơi, cái phần Bali không thôi, còn thêm cái phần Việt lên nữa là nó bị rối ha. Cho nên chúng ta bây giờ chỉ đọc cái phần Bali không thôi. Bây giờ câu số 3. Ê cô cha rè na cha bà ni ca di ra. Ê cô cha rè na cha bà ni ca ri ra. Ê cô cha rè na cha bà ni ca di ra. Rồi bây giờ qua câu số 4. Cô ma tăng gá rành nhẹ quá nà gồ. Ấp bó sút cô ma tăng gá rành nhẹ quá nà gồ. Ấp bó sút cô ma tăng gá rành nhẹ quá nà gồ. Rồi bây giờ chúng ta ôn câu 3, câu 4 ha. Ê cô cha rê na cha bà ni ca di ra ấp po su cô ma tăng gia văn nhẹ quá na vô. Ê cô cha rê na cha bà ni ca di ra ấp po su cô ma tăng gia văn nhẹ quá na vô. Quý vị thấy hai câu đầu á chỉ có 8 từ, hai câu sau đến 12 từ, cho nên cái câu này hơi khó chứ không phải dễ ha. Rồi bây giờ ôn lại thì con xin giới ha. Ekasacari tăng say yo nát thi ba lê sa hài gia ta. Ê cô cha rê na cha bà ni ca di ra ấp po su cô ma tăng gia rành nhẹ quá na go. Lần thứ hai. Ê ca sa cha ri tăng say yo na thi ba lê sa hài gia ta. Ê cô cha rê na cha bà ni ca di ra ấp po su cô ma tăng gá rành nhẹ quá na gô. Đọc lại lần thứ ba. Ê ca sa cha ri tăng say yô na thi ba lê sa hài gia ta. Ê cô cha rê na cha bà ni ca di ra ấp po su cô ma tăng gá rành nhẹ quá na gô. Như vậy thì trên cái cách đọc ạ, quý vị thấy có hai cách. Cách thứ nhất, e kassa cha ri tăng say yo nát thi ba lê sa hài gia ta. Quý vị dừng lại cuối câu số 2 ha. Chia cái bài này ra làm hai, bởi vì cái trường âm nó nằm cuối câu số 2. Sa hài gia ta. Nào quý vị dừng đó ha. Rồi tiếp tục. Ê cô cha rê na cha bà ni ca di ra ấp po su cô ma tăng gia rành nhẹ quá na go. Hai câu sau tức là chúng ta kết thúc. Đó là cái cách mà chúng ta đọc kinh. Đọc kinh là chúng ta đọc như vậy. Còn bây giờ cái giọng kệ nè, nó hơi khó một chút. Câu 1, câu 2 á thì nó 8 từ, nhưng mà câu 3, câu 4 tới 12 từ. Vậy thì chúng ta phải theo cái âm điệu của nó. Câu 1, câu 2 tương đối dễ ha. E ka sa cha ri tăng say yo nan thi ba le sa hai ya ta.
Đó, quý vị thấy cái âm điệu là 4-4 ha. À, hai câu đầu rất là dễ, nhưng mà qua hai câu sau thì chúng ta đọc nó 4-4-4, tức là 12 thì chúng ta phải chia ra làm 3. Eko cha re na cha ba ba ni ca di ra apo sut ko ma tang ga ra nhẹ wa na go. Quý vị thấy câu 3, câu 4 nó khó hơn là câu 1, câu 2. À, chính khó như vậy chúng ta mới cố gắng để mà đọc. Eka sa cha ri tăng say yu nan thi ba lê sa hai ya ta e ko cha re na cha ba ba ni ca di ra a po su ko ma tăng ga ran nhẹ wa na go. Quý vị thấy câu 3, câu 4 khó ha. Thì như vậy dài thêm một tông nữa, đúng rồi. Như vậy thì quý vị thấy cái dòng kệ đọc được thì đọc, còn không đọc được thì quý vị cứ thuần theo cái giọng kinh ha. Kệ thì sao cũng được, ai muốn kệ thì kệ, mà còn không muốn thì thôi. Cái điều quan trọng chúng ta nhận diện mật chữ, biết nó là trường âm, đoạn âm, và chúng ta đọc đúng. Cái điều đó là điều quan trọng. Còn cái vấn đề kệ chẳng qua là thêm mắm dặm muối vô cho nó có hương vị một tí thôi, chứ quan trọng là cái dòng kinh ha. Bây giờ ôn lại dòng kinh, quý vị lên phân tích ha. Eka sacharit tăng say yo nati ba le sahayata eko chare na cha ba ba ni ca di ra appas apposut ko ma tăng garanye vatnago. Rồi như vậy thì quý vị thấy khó chúng ta mới học, chứ dễ quá rồi nhiều khi dễ không thèm học ha. Rồi bây giờ khó thì chúng ta vượt qua cái khó đó, chúng ta cảm thấy thành công ha. Rồi bây giờ tính từ dưới lên trên, xích chiếc lá mùa xuân ha, đến với đậu tràng đem lại mùa xuân tươi mát ha. Chiếc lá mùa xuân lên trước, rồi xích thanh hoàng lên sau ha. Hai vị chuẩn bị tinh thần ha. Rồi xin mời xích chiếc lá mùa xuân. Dạ, con đảnh lễ ngài chư Đức, con kính chào đạo tràng. Con xin đọc, con xin phân tích câu Phật môn 330. Ekasacharitang seyo natthibale sahayata. Ê là trường âm thông thường, cát là trường âm nhấn, xá chá là hai đoạn âm, xá chá rí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xây là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, lê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Ê cá sá chá ri tăng xê dô nát thi ba lê sá ha giá ta. Ê cô chá rê nát chá ba ba ní ca di ra Apposuko ma tăng garan nhê quá nà gồ. Ê là trường âm, ê cô là hai trường âm thông thường, chá
là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, ná chá là hai đoạn âm, pa pa là hai trường âm thông thường, ní cá dí là ba đoạn âm, ra là trường âm thông thường, áp bos xúc là ba trường âm nhấn, cô là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, ranh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, gô là trường âm thông thường, ê cô chá rê na chá bà ni ca di ra áp có xúc cô ma tăng gá răng nhê quá na gô. Con xin đọc lại bốn câu. Ê cá sa chá ri tăng xê dô nát thi bà lê sa hà giá tà ê cô chá rê na chá bà ni ca di ra áp bó xúc cô mà tăng gá răng nhê quá na gô. Con xin kể luôn. Ê ca sa chá ri tăng xê dô na thi ba lê sa ha ya ta ê cô cha rê na cha ba ni ca di ra a po su cô ma tăng ga ran ye wa na go. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi các tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính chào đạo tràng, kính chào cảm ơn các quý vị đã cho biết tín hiệu ạ. Con xin đọc câu pháp cú 330 ạ. Ekassa karitam sayo na thi bale saha jata eko chare na cha pa pa ni karija pa pa ni kajira apo sur ko matangarang ye wanago. Câu 1 ạ, con phân tích câu 1 ạ. E là trường âm thông thường, kas là trường âm nhấn xá, chá rí là ba đoạn âm, tăng là trường âm giọng nguyên âm, xây là trường âm nhấn, yo là trường âm thông thường ạ. Nathi bale saha jata, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, ba lê là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường ạ. E cô cha rê na cha pa ni ca di ra, e cô là hai trường âm thông thường ạ, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, ná chá là hai đoạn âm, pa pa là hai trường âm thông thường, ní cá là ní cá rí, ní cá dí là hai đoạn, ba đoạn âm ạ, ra là trường âm thông thường ạ. Apostuko matanga ranye guanago guanago. Apos là sút là ba trường âm nhấn, cô là trường, cô ma là hai âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, ranh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ná là trường âm thông thường và gô là trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại cả câu ạ. E kassa e kassa e kassa chari tang say yo na thi ba le sa ha ja ta e ko cha re na cha pa pa ni ka ri ya apo sut ko ma tang ga ran ye wa na go.
Vanago ekasa 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 chari tang say yonati bale sahajata eko chare na chapa pani karira apotsut ko matang garanye vanago ekasa chari tang say yonati bale sahajata eko chare na chapa pani karija ja apotsut ko matang apotsut ko matang garanye vanago ekasa charitang sayo nathi bale sahajata eko chare na chapapa nikar jira aposut ko matang garanye wana nago ekasa cha ekasa cha ekasa charitang sayo nathi bale sahajata eko cha re na cha papa nikajira aposuko matang matang garanye wana Vanago, con không biết kệ, con xin sư sửa cho con ạ. Con cảm ơn đạo tràng ạ. Con xin xuống mic ạ. Sa thú, xin chiếc la mùa xuân, xin thanh hoàng, chữ na go, hơi vấp một tí nhưng mà sửa sai. Hôm nay cũng tiến bộ ha. Rồi thêm cái giọng kệ nữa. Như vậy tại nhà quý vị tiến bộ rất là nhiều ha. Sự phân tích của Sĩ Thanh Hoàng không có sai. Chỉ có cái chữ na vô đặt chữ ná thôi, nhưng mà sau này sửa sai thì đó là một cái điều rất tốt. Rất là hoan hỷ hai vị này ha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục ha. Bây giờ từ dưới lên trên, xin niệm từ ha, rồi xin từ men ha. Alo, xin niệm từ còn không? Rồi xin từ men, chuẩn bị tinh thần ha. Đó, xin từ men và tới xin niệm từ hai vị đó. Ai sa thú xin mời. Dạ, con xin kính lễ sư và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Cho con xin phép được đọc câu pháp cú số 330. Cảm ơn Vinh Hà. Ekassa charitang sayo natthi bale sahajata eko chare na cha pa pa nikariya apasutko matam garanye vanago ekassa charitang sayo. E là trường âm thông thường, cát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chá rí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, ba lê là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, eku cha e na cha ba ba nikariya eko là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, na chá là hai đoạn âm, pa pa là hai trường âm thông thường, nikari là ba đoạn âm, ra là trường âm thông thường, apotsut ko ma tan ga ran nye va na go, apotsut là ba trường âm nhấn, ko ma là hai trường âm thông thường, tan là trường âm nhấn, lá là đoạn âm, ranh là trường âm nhấn, nê là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, nago là hai trường âm thông thường. Con đọc lại nguyên bài. Ekassacharitang sayonatibale sahayata ekuchare nacchapabanikariya apotsut
cô ma tần ga rành nhề bà na gô. Dạ con xin nhường mic cho vị kế tiếp. Xin sửa sửa bài cho con cảm ơn. Sa thú tới trường men liền liền ha. Lên trần thủ phân tích ngắn gọn, xúc tích rõ ràng và không có sai. Cái điều quan trọng là không có sai cái đó là cái chính xác. Rồi bây giờ xiết niệm từ vì rất mạng. Bây giờ xiết niệm từ cô nghe rõ chưa? Alo, xiết niệm từ. Xin mời bàn tay xiết niệm từ ha. Rồi xiết duyên chuẩn bị. Xin duyên chuẩn bị tinh thần ha, xin mời. Dạ, Nam Mô Bích Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sinh Tha Dạ. Con kính đảnh lễ sư trí đức, dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ với bà với cô tu nữ, dạ. Kính cảm ơn đạo tràng cho con biết âm thanh rõ. Con xin phân tích câu 330. Là câu số 1 và câu số 2. Ê cách xá chá rí tăng xì dô nát thí bà lê sa hà giá tà. Ê là trường âm thông thường, cát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chá rí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, xây là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường. Và câu số 2, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, ba lê là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4, ê cô cha rê na cha bà ni ca di ra aposuko ma tần ga lành nghề qua mà rồ. Câu số 3, ê là trường âm, ê cô là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, ná chá là hai đoạn âm, ba ta là hai trường âm thông thường, ní cá dí là ba đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Và câu số 4, áp là trường âm nhấn, post là trường âm nhấn, suk là trường âm nhấn, cô là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, ranh là trường âm nhấn, nê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, nhê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na gô là hai trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại. Ê cách xá chá rí tăng xì dô nát thí bà lê sa hà gia tà ê cô cha rê na cha bà ni ca di ra áp bô sút cô mà tần ca lần nhề qua nà cô. Dạ con đã đọc và con tích xong. Dạ con có sai, con xin lại sửa lại giùm con. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin dâng mít lại cho ngài ạ. Nam Mô Bích Tha dạ. Sa thú xin niệm từ rất là rõ ràng chính xác. Xin niệm từ chỉ đọc theo giọng kinh ha, phân tích và đọc theo giọng kinh không có đọc giọng kệ nhưng mà rất là rõ ràng. Sa thú không có chỗ nào sai. Alo, sĩ chuyên có chiếc máy không, chiếc bận gì rồi ha. Rồi thôi bây giờ mời huynh Giang Nhất Hà rồi tới Siết Kim. Huynh Giang Nhất Hà có chút máy không ạ? Rồi Siết Kim chuẩn bị tinh thần ha.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Quý Tăng, Quý Cô Tu Nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc phân tích câu Pháp Cú 330. E kassa charitang sayo natthibale sahayata e ko chare nachapa pa nikajira apposuko matan garanye wanago. Dạ, câu số 1, câu số 2. E kassa charitang sayo. E là trường âm thông thường, Kas là trường âm nhấn, Sá, Chá, Rí là ba đoạn âm, Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Say là trường âm nhấn, Yo là trường âm thông thường. Nathi ba le saha yata. Nat là trường âm nhấn, Thí là đoạn âm, Ba le là hai trường âm thông thường, Xá là đoạn âm, Ha là trường âm thông thường, Giá là đoạn âm, Ta là trường âm thông thường. Và câu số 3. E ko cha re na cha ba ba ni ka di ra. E ko là hai trường âm thông thường, Chá là đoạn âm, Re là trường âm thông thường, Na cha là hai đoạn âm, Ba ba là hai trường âm thông thường, ní cá dí là ba đoạn âm, ra là trường âm thông thường, up post suk là ba trường âm nhấn, cô là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, tan là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Gá là đoạn âm, Ran là trường âm nhấn, Nhê là trường âm thông thường, Phá là đoạn âm, Na Go là hai trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại bốn câu. E kassachari tang sayo nathiba le sahayata. E ko chare nachapa ba nikayira. Apposuko matan garanye wanago. Dạ, con kể thử luôn. Ekasa cha ritang sayo natibale sahayata. Eko chare na chababa nikayira aposuko matangaran yewanago. Dạ, con xin xuống mic, có sai nhờ sư sửa giùm con ạ. Xin mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con tưởng sư tha cho con vậy con làm luôn, con hồi khỏi làm. Ờ, quý vị nghe tôi rõ không vậy? Ờ, bữa nay đọc kinh, đọc kệ, phân tích đủ thứ hết, làm luôn chùm luôn. Sư là số một đó sư. Con xin làm phận sự đó. Kinh Pháp Cú câu 330. Trời ơi, phân tích chậm cho mình học nha. Ok, sao lem lắc gì đó. Hình như cô này là Phương phải không? Quên rồi. Rồi, chậm nghe rồi. Con bắt đầu nha. E khát sa cha ri tăng say yo nát thi bà lề sa hà giá tà. E cô cha rề na cha bà ni kha di ra op áp post su cô mà tăng ra rành nhẹ quá nà cô. E khát sa cha ri tăng say yo nát thi bà lề sa hà giá tà. E là trường âm thông thường, Khas là trường âm nhấn, Xá chá rí là ba đoạn âm, Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Say là trường âm nhắn, vô là trường âm thông thường. Nát thí bà lê xá hà giá tà. Nát là trường âm nhắn, thí là đoạn âm. Bà lê là hai trường âm thông thường. Xá là đoạn âm. Ha là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Ê cô chá rê ná chá bà ní khá dí ra. Ê cô là hai trường âm thông thường. Chá đoạn âm. Rê trường âm thông thường. Ná chá là hai đoạn âm. Ba ba là hai trường âm thông thường. Ní cá dí là ba đoạn âm. Ra là trường âm thông thường. Áp phố su cô mà tầng gá rành nhề quá nà gồ. Áp phố su là ba trường âm nhắn. Cô ma là hai trường âm thông thường. Tăng là trường âm nhắn, gá là đoạn âm, run là trường âm nhắn, nê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na go là hai trường âm thông thường. Đọc lại nguyên bài. E khát sa chá ri tăng say yô nát thi bà lê sa hà giá tà. E cô chá rê na chá bà ni khá di ra áp. Bố su cô mà tăng gá rành nhề quá nà gô. Xong, bây giờ đọc tới kệ. Kệ không cần chậm nha. Đọc chậm chậm ngủ gục luôn. Ê khá sa chá ri tăng say dô. Na ki ba lê sa ha ya ta. Ê cô cha rê na cha pa pa. Ni ka ri ya. Apo su ko ma tang ga ran ye wa na go e ka sa cha ri tang sai yo na ki ba le sa ha ya ta e ko cha re na cha pa pa ni ka ri ya apo su ko ma tang ga ran ye wa na go. Tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự như voi sống rừng voi. Trời ơi, con voi sống trên rừng voi nó ngon hơn mình nữa. Đức Phật nói sống độc thân, sống mình trong rừng, con voi thì sống trong rừng, còn người sống ở ngoài rừng. Mà sao người sống ngoài rừng nhiều khi còn tệ hơn người sống trong rừng nữa. Thế nào ông cũng cảm động. Dạ con xin trả máy lại cho sư ạ. À, xà thủ xà thủ Huỳnh Giang Nhất Hà và Sít Kim à, hôm nay vị nào cũng đọc phải chính xác, không có sai. Chắc là do Sít Kim chiếc lá mùa xuân ha, mở hàng á. Rồi cái room của chúng ta cũng khởi sắc, cũng có mùa xuân à, ai đọc cũng hay hết. Rồi bây giờ tiếp tục ha, xin mời Sít Hà trước. Rồi Sít gì đây? Alo Sít Hà, xong rồi Sít Thiện Vũ ha. À, xin mời bàn tay Sít Hà trước, rồi Sít Thiện Vũ sau. Rồi xin mời. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Thầm mà dạ nam mô Sơn Khai giá. Con kính đảnh lễ Trì Tôn Đức Tăng Ni, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính chào đạo tràng và dạ, con xin trả bài. E kassaka e kassa chari tang se yo nati ba le sa ha ya ta e ko chare na cha ba ni ka yi ra apo su ko ma tang ga ran ye wa na go e kassa ka vi tang con xin xăm hỏi. E kassa chari tang se yo nati ba le sa ha ya ta. E là trường âm thông thường, kass là trường âm nhấn, sa chari là ba đẳng âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, se là trường âm nhấn, yo là trường âm thông thường. E kassa chari tang se yo
Nát thi bà lệ sa hà giá tà. Nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, ba là trường âm thông thường. Bà lê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. E kassachari tăng se yo nát thi bà lệ sa hà giá tà. Ê cô cha rê na cha bà ni ca di ra. Ê là trường âm thông thường, ê cô là hai trường âm thông thường, cha là đoạn âm, rê trường âm thông thường, na cha là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, ní cá dí là ba đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Ê cô cha rê na cha bà ni ca di ra. Áp bú su cô mà tăng ga lành nhẹ quá nà gô. Áp là trường âm nhấn. Áp bú su là ba trường âm nhấn. Cô là trường âm thông thường. Ma là trường âm thông thường. Tăng là trường âm nhấn. Gá là đoạn âm. Lành là trường âm nhấn. Nhề là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na là trường âm thông, na go là hai trường âm thông thường. E kassachari tăng se yo nát thi bà lê sa hà giá tà. E ko cha re na cha bà ni ca di ra. Apo su ko ma tăng ga rành nhề quá na go. Dạ con xin kể. Eka sacchari tan seyo nati vale sahayata eko chare acha baba nikayira aposuko matangaran nye nye wana. Dạ con xin sám hối, con kệ dở lắm. Dạ con xin trao mất lại cho việc kế tiếp. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ quý chư tăng, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin phân tích cách đọc câu pháp cú 330. Đầu tiên con xin phân tích câu 1, câu 2. Ê các sa cha vi tăng xây yô nát thi bà lê sa hà gia tà. Ê là trường âm thông thường, các là trường âm nhấn, xá, chá, phí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xây là trường âm nhấn, yô là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, ba lê là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Ê các sa cha ri tăng xây yô nát thi bà lê sa hà giá tà. Con xin đọc và phân tích câu 3, câu 4. Ê cô cha rê na cha pa pa ni ca di ra áp bốt xúc cô mà tăng cha rành nhê vá nà vô. Ê cô là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, ná chá là hai đoạn âm, ba lê. Và con xin sám hối, pa pa là hai trường âm thông thường, ní cá dí là ba đoạn âm, ra là trường âm thông thường, áp ốt xúc là ba trường âm nhấn, cô là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, ranh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, na ngô là hai trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Ê cô cha rê na cha pa pa ni ca di ra áp bốt cô mà tăng cá rành nhê vá nà vô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 330.
Ekasachari tang seyo nati ba le sahayata. Eko chare na chata pa nikazi ra apo suko ma tang karang nye va na go. Dạ con xin kệ câu pháp cú 330. Ekasachari tang seyo nati thi ba lê hê sa ha ya ta e cô cha rê hê na cha pa pa ni ka di ra a po su ko ho ma tăng ga rành nhê ba na go. Dạ con xin xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Alo, 123, 123. Công nhận quý vị đọc dòng kinh cũng hay, mà kể cũng hay luôn ha. Hoàng hiệu an. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Xin mời Sĩ Tâm Phương ha. Rồi, tới Sĩ Kha Kim Dung ha. Alo, Sĩ Tâm Phương có chiếc máy mà. Rồi, Sĩ Tâm Phương trước, rồi Sĩ Kim Dung sau ạ. Sĩ Khà bỏ tay xuống nhé, để tay về cản trở lưu thông nha, Sĩ Khà. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con kính đỉnh lễ Thượng Tòa Chí Đức, con kính đỉnh lễ để Pháp Trăng, Pháp Trang, và con kính... định lễ với cô tu nữ. Miến chào tất cả Phật tử. Con xin đọc và kệ to pháp cú số 330. Dạ. Ekasachati tang sayo nati pa le saha yata eko chare na cha pa pa ni kari ya apo apo sut ko ma tang ra ran ne nye wa na go. Dạ, con xin phân tích. Dạ, chữ E là trường âm thông thường. Chữ Cát là trường âm nhấn. Chữ Xá là đoạn âm. Dạ, chữ Chá là đoạn âm. Chữ Rí là đoạn âm. Chữ Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chữ Say là trường âm nhấn. Chữ Vô là trường âm thông thường. Và câu thứ hai là chữ nát là trường âm nhấn, chữ thí là đoạn âm, chữ pa là trường âm thông thường, chữ lê là trường âm thông thường, chữ xá là đoạn âm, chữ ha là trường âm thông thường, chữ chữ giá là đoạn âm, chữ ta là trường âm thông thường. Dạ, con xin lập câu 3. Chữ E là trường âm thông thường, chữ cô là trường âm thông thường, chữ chá là đoạn âm, chữ rê là trường âm thông thường, chữ ná là đoạn âm, chữ chá là đoạn âm, và chữ pa là trường âm thông thường, chữ pa là trường âm thông thường, chữ ní là đoạn âm, chữ cá là đoạn âm, chữ dí là đoạn âm, chữ gia là trường âm thông thường. Và câu số 4 là chữ áp là trường âm nhấn, chữ pốt là trường âm nhấn, chữ xú là trường âm thông thường, chữ khô phải mà không lộn rồi, chữ xú là trường âm nhấn, chữ khô là trường âm thông thường, chữ ma là đoạn âm, chữ tăng, chữ tâm là trường, cái chỗ này cùng chữ tăng là trường âm,
trường âm thông thường. Chữ 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 gá là chữ gá là chữ gá là đoạn âm, chữ răng là trường âm nhắn. À, cha con lộn như này này. Chữ quá là đoạn, là chữ quá là đoạn âm, chữ rô là trường âm thông thường. Chắc con bị nhầm hai chỗ rồi sư. Chữ ma là trường âm thông thường, chữ tăng là trường âm thông thường. Dạ rồi chữ gá là đoạn âm, chữ răng là trường âm nhắn, chữ nê là trường âm thông thường, chữ quá là đoạn âm. Dạ con. Và chữ na là trường âm thông thường, chữ go là trường âm thông thường. Dạ con có chữ sai, con kính sư sửa rồi coi trừ cho con xin đọc kệ. Dạ. Ekasakyati tang sayo nathi pale sahayata eko chare na cha papanikariya apo sukho matangarang ne guanagon ekasakyati tang sayo nathi pale sahayata eko ta chare na cha papanikariya apo sukho matangarang ne guanagon ekasacati tang sayo nathi paleng sahayata eko chare na cha bapanikariya apo sukho matangarang ne guanago. Dạ con đã đọc và kệ xong, con xin nha kính thỉnh sư, chắc là con sai cái đoạn sau nó đó, có chỉ ra bà sư sửa lại giùm con. Dạ. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào các anh chị. Dạ con xin kính cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin phân tích câu kệ 330 ạ. Ekasacaritang sayo nathi bale sahayata eko care nacapa panikariya ap cô mà tặng ga rành nhẹ qua nà gồ. E là trường âm thông thường, cas là trường âm nhấn, xá chá rí là ba đoàn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, do là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoàn âm, ba lê là hai trường âm thông thường, xá là đoàn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. E ka sa cha ri tang say yo na ta. E là e là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, re là trường âm thông thường, ná chá là hai đoạn âm, pa pa là hai trường âm thông thường, ní cá rí là ba đoạn âm, ra là trường âm thông thường, áp bốt xúc là ba trường âm nhấn, cô ma là hai trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, ranh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na go là hai trường âm thông thường. Eko cha re na cha pa pa ni ka ri ya ap po suk ko ma tang ga ran ye wa na go. Con xin đọc bốn câu ạ. Eka sa cha ri tang say yo na
thi bà lệ sa hà gia tà e cô cha rề na cha pà pà ni ca ri già áp po xúc cô mà tành ga rành nhề qua nà gồ e ca sa cha ri tăng say yo na ti pà lệ sa hà gia tà Eko cha re na cha pa pa ni ka ri ya apo su ko ma ta ng ga ra nye wa na go. Eka sa cha ri tang say yo na ti pa le sa ha ya ta. Eko cha re na cha pa pa ni ka ri ya. Apo sukho ma ta gánh ranh nhi hoa na vô. Dạ con đã đọc xong, con tư sửa cho con chỗ sai. Dạ con xin xuống mic. Dạ. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Alo, 123, 123, sa thú, chị Kim Nhung, chị Tâm Phương. Chị Kim Nhung thì rất là rõ ràng, chính xác ha. Còn chị Tâm Phương cũng rất là tiến bộ. Một câu Phật ngôn khó thế này mà chỉ sai có một từ thôi. Tức là sai, sửa, nhưng mà cái từ này thì chưa sửa. Đó là cái câu ma tăng gá ranh nhề quá à. Ma tăng gá ranh nhề quá thì chữ ma đã có sửa, chữ ranh nhề có sửa, nhưng mà chữ tăng vẫn còn sai, và sai chỉ có một từ đó à. Sư Tâm Phương chú ý lại ha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục thêm hai người nữa ha. Bây giờ mời Sik Su Khá nè, rồi cô tu nữ Tự Duyên nữa, là chúng ta kết thúc cái phần này ha. Rồi Sik Su Khá đâu rồi? Alo, không thấy bàn tay, chắc là chờ quăng cái micro cái nhà chụp ha, làm thủ môn ha. Rồi xin mời Sik Su Khá. Alo. Dạ, con cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con xin tâm quốc, con vừa ở ngoài con chạy vào ạ. Dạ, con tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính nịnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Dạ, dạ con kính nịnh lễ Đại Đức Pháp Tràng đó. Dạ, con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 330 ạ. E kat sa cha di tăng say yo na thi ba ne sa ha gia ta e ko cha je na cha ba ba ni ka di da ap bố xúc cô mà tần ga dần nhì quá nà gụ e là trường âm thông thường, các trường âm nhấn, xá chá dí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xây là trường âm nhấn, dô là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, ba nê là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ê cô là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, ná chá là hai đoạn âm, ba ba là hai trường âm thông thường, ní cá dí là ba đoạn âm, ra là trường âm
thông thường. Áp bốt xúc là 3 trường âm nhấn. Cô ma là 2 trường âm thông thường. Tanh là trường âm nhấn. Gá là trường vạn âm. Răn là trường âm nhấn. Nhê là trường âm thông thường. Quá là đoạn âm. Na go là 2 trường âm thông thường. E e kasachaji tang sayo nat thi ba le saha jata e ko cha je na cha ba ba nikaji ja aposuku ma tang ga jan ye wana. Dạ con đã đọc lại xong. Dạ con kính mời, dạ kính thỉnh cô tu nữ ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ sa thú lần thay, cảm ơn sư khác. Dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, đảnh lễ đức pháp trang, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ bây giờ con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 330. E-kát-sá chá-đi-tăng say-yô nát-thí-ba-lê-sá-ha-yá-tà Eko chare na cha pa pa ni ka di ra apot suko ma tan ga ra nye wa na go. Đoạn 1, đoạn 2 là E ka e là trường âm thông thường, kat là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, cha ri là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo âm, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, ba lê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. E kát sa cha di tăng say yo nát thi pa le ma ya ta. Đoạn 3 và đoạn 4. E cô là trường âm thông thường, cha là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, ná cha là đoạn âm, ba pa là trường âm thông thường, ní cá dí là ba đoạn âm, ra là trường âm thông thường, áp là trường âm nhấn, là trường âm nhấn, xuống là trường âm nhấn, cô là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, tanh là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, danh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na go là trường âm thông thường. E cô cha re na chấp ba di ra áp pot chu cô mà tành ga rành nhì qua na go. Giờ con đọc bốn câu luôn. E cát sát cha di tăng say yo na ti ba le sa ha cha ta. E cô cha rê na chắc ba pa ni ca di cha a po su cô ma tành ga rành nề a go. Dạ con đã phân tích và đọc xong. Dạ bây giờ con kính nhân mít đến ngày nữa.
Alo, 123, 123. À, xa thú, cô Tùng ở Tuệ Duyên, à, Sư Sư Khá, à, vị nào cũng chính xác. À, như vậy thì câu Phật ngôn 330, à, với câu Phật ngôn này quý vị đã phân tích trường âm, đoạn âm, rồi cái giọng đọc kinh, giọng kệ của quý vị, à, rất là rõ ràng, rất là chính xác. À, chắc có lẽ Sĩ Chiếc Lá mùa xuân mở hàng ha. À, và đầu xuôi thì đuôi lọt luôn ha. À, hôm nay chỉ có một mình Sĩ Tâm Phương, à, nhưng mà Sĩ Tâm Phương vậy là cũng tiến bộ nhiều lắm mà. À, hôm nay phân tích chính xác, chỉ có sai một từ thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những cái từ mà chúng ta đã đọc, ý nghĩa như thế nào. Câu đầu tiên, Ekasacharitam sayo. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ ha. À, có ba từ. Chữ Ekasa do cái chữ Eka. À, Eka ám chỉ về số ha, ám chỉ về số. Nhưng mà chữ Eka này nó được chia theo sở hữu cách số ít. À, sở hữu cách số ít có nghĩa là chát thí quy phát tí e ca quá trình á, cho nên e ca biến thành e ca sa. E ca sa là của một mình, bởi vì e ca là một, mà e ca sa là của một mình. À, của một mình. Rồi, từ thứ hai, charitang do cái từ charita, nó là một danh từ trung tính, akrantanapumsakalinga, và chữ charita này được chia theo đối cách số ít, dutiya vipatti ekavachana, cho nên charita biến thành charitang. Charitang là sự sinh sống. Sự sinh sống. Rồi, từ thứ ba, Seiyo. Seiyo do cái từ Seiya. À, và cái từ Seiya này được đứng làm chủ từ số ít. À, cho nên Seiya, chủ từ số ít gọi là Bathama Ekavachana Vipatti. Cho nên chỉ Seiya biến thành Seiyo. Xây vô là tốt hơn. Rồi, như vậy thì câu đầu tiên này cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Ekasacharitam sayo. À, tốt hơn là sống một mình, hay là sống một mình là tốt hơn? Sống một mình là tốt hơn. Rồi, bây giờ qua câu số 2. Natthibale sahayata. À, câu số 2 chúng ta có 3 từ. Natthi là 1, à, bale là 2, sahayata là 3. Chữ natthi ở đây chúng ta thấy có 2 từ. Na cộng với athi, tiếp đầu ngữ na có nghĩa là không ha. Na là không, mà athi, athi ở đây nó là một động từ số ít, có nghĩa là thì. À, là thì. Thì ở đây na thi có nghĩa là không có. À, thì athi cũng có nghĩa là có nữa. Vậy thì nát thi là không có. Rồi, chữ ba lê, ba lê do cái từ ba lá, do từ ba lá, nó là một danh tính từ. À, và ba lá ở đây được chia theo định sở cách số ít. Định sở cách số ít có nghĩa là sát tầm ý quyền phát tí e cao quá trình á.
Cho nên chữ ba lá biến thành ba lê. Ba lê là ở kẻ ngu, trên kẻ ngu hoặc là trong kẻ ngu. Định sự cách ở kẻ ngu. Rồi, Sahayata. Sahayata đây là một danh từ nữ tính. Một danh từ nữ tính. Kalanta Ithilinga. Và Sahayata ở đây nó được chia theo chủ các số ít. Chủ các số ít tức là Bathama Ekavachana Vipatti. Thì cái chữ Sahayata này á, nó giống như cái chữ Sahaya. Chữ Sahaya mà cái chữ Sahaya nó là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Ở đây thì chúng ta thấy nó nằm trong cái danh từ nữ tính, có nghĩa là tình bằng hữu. Tình bằng hữu Sahayata. Vậy thì cái câu số 2 này, Nathibale Sahayata, không có tình bằng hữu ở kẻ ngu. Người ngu mà mình chơi thân với họ thì mình sẽ bị thua lỗ. Cho nên ở đây nói rằng không có tình bằng hữu ở kẻ ngu. Với người trí thì chúng ta học phải được những điều hay để phải, nhưng mà với kẻ ngu thì chúng ta càng ngày thì càng xa đọa, cho nên không có tình bằng hữu. Câu số 3. Câu số 3. Eko cha re na cha ba ba ni ca di ra. Eko cha re na cha ba ba ni ca di ra. Ở đây chữ eco chare, eco chare. Là lỗ ông trọng. Chữ eco chare, eco là một mình hả? Chare do cái từ chara thì chúng ta thấy cũng do chữ chari tăng á. Vậy thì eco chá rê ở đây có nghĩa là một mình hãy sống, hay là hãy sống một mình. Sống hoặc là thực hành. Cái chữ chá rê do cái động từ chá rà tí. Hãy sống một mình. Nghe hơi rè ha. Hết pin rồi, mới sạc lại, cho nên hơi rè. Rồi eco cha rè xong, na cha ba ba ni ca di ra. Na là không, cha là bà. Rồi ba ba ni do cái từ ba pa nó là một danh từ trung tính, a kulan ta nó cùng sắc cả linh giá. Nhưng mà chữ ba ba ở đây được chia theo đối khắc số nhiều. Đối khắc số nhiều tức là đối kỳ gia quỳ phát tí bẩu quá trần á. Cho nên chữ ba ba biến thành ba ba ní. Ba ba ní là các việc ác. Ba ba ní là các việc ác. Rồi, chữ cuối cùng là cái di ra. Cái di ra đây nó là một cái động từ cá rô tí. Căn ngữ của nó là cái động từ cái di ra số ít này có nghĩa là nên làm. Nên làm. Nên làm chứ không phải là. Nên là khác à. Là cái động từ phu nên làm. Vậy thì cái câu số 3 này
một mình hãy sống và không nên làm các việc ác. Một mình hãy thực hành và không nên làm các việc ác. Này này nghe không rõ ha, tại hết pin, đơn giản, không cảm. Như vậy là câu số 3. Một mình hãy thực hành và không nên làm các việc ác, đúng rồi. Bây giờ chúng ta đến câu cuối cùng nha. Câu cuối cùng nói lên cái vấn đề gì? Apostuto ma tăng gà răn nhẹ vát nà gồ. Cái từ Apostuto. Apostuto do tiếp đồng ngữ appa ở phía trước. Appa có nghĩa là ít ỏi nè. Rồi utsuko do cái từ utsuka có nghĩa là mong muốn, đòi hỏi, nhưng mà nó được biến làm chủ từ cho nên nó biến thành apposuko. Vậy thì cái nhóm từ này nó đi chung với nhau cho chúng ta ý nghĩa là ít ham muốn, ít đòi hỏi. Ít ham muốn, ít đòi hỏi. Rồi thiếu dục, đúng rồi. Ít ham muốn, ít đòi hỏi, tức là thiếu dục, thiếu tốt. Rồi chỉ ma tăng giá lành nhiều quá nà gồ. Cũng giống như câu trước. Ma tăng giá, tức là con voi có cái tên là ma tăng giá. Con voi có tên là ma tăng giá. Rồi chữ ranh nhê là ở trong rừng. Có cái từ á ranh nhá. Thì á răng nhê tức là ở trong rừng. Cách chia thứ bảy nha. Sát tầm mi vì pháp tí e ca quá chân á. Rồi chữ quá là ví như. Quá ở đây có nghĩa là ý quá đó. Ví như, tựa như, dường như ha. Rồi na go là con voi. Vậy thì ma tăng gá răng nhê quá na go. Ở bài học trước của chúng ta đã có. Như là voi ma tăng gá sống ở trong rừng. Khi là voi ma tăng giá sống ở trong rừng voi nha. Câu cái phần sau chúng ta cũng đã học rồi, chỉ có cái từ apostuto là ít tham muốn, thiếu dục. Chỉ có cái đoạn đó thôi. Như vậy thì câu Phật ngôn 330 ha. Câu Phật ngôn này cho chúng ta một ý nghĩa: sống một mình là tốt hơn, không có tình bằng hữu ở kẻ ngu. Một mình hãy sống và không nên làm các điều ác. Ít ham muốn như là voi ma tăng gá sống ở trong rừng. Rồi, xin lặp lại ý nghĩa câu Phật ngôn 330. Sống một mình là tốt hơn, không có tình bằng hữu ở kẻ ngu. Một mình hãy sống và không nên làm các điều ác. Ít ham muốn như là voi ma tăng gá sống ở trong rừng. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Triều Tâm Ảnh đã phổ thơ lục bát thế này: tốt hơn hãy sống một mình, người ngu kết bạn đồng hành chẳng nên. Ác xa rời bỏ não phiền, chúa voi cô độc vui miền rừng xanh. Tốt hơn hãy sống một mình, người ngu kết bạn đồng hành chẳng nên. Ác xa rời bỏ não phiền, chúa voi cô độc vui miền rừng xanh. Còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài phổ thơ lục bát, phổ thơ ngũ ngôn thế này: tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh,
sống vô tư vô lự như voi sống rừng voi. À, xin lặp lại ha. Tốt hơn sống một mình không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự như voi sống rừng voi. Rồi. À, quý vị thấy trong các phần từ vựng có chỗ nào rắc rối không ạ? Có chỗ nào thiếu sót? Chúng ta cần phải bổ sung hoặc là cái từ nào tối nghĩa? Quý vị cứ mạnh dạn ha. Alo, có ý kiến gì không? Như vậy thì bây giờ câu Phật ngôn này. Vì còn nghe hú hú không? Vô sạc pin cho nên cái máy nó dạ. Hú đế chỗ đó. Rồi bây giờ chúng tôi đưa lên bài học để quý vị thấy còn chỗ nào rắc rối. Hú hú. Rồi rút cái này ra cho thầy hú. Alo, thấy thú rồi phải không? Rồi. Bây giờ câu Phật ngôn 330. Với câu Phật ngôn 330 hết rồi ha? Rồi hết thôi. Bây giờ hết thì chúng ta đi vào duyên sự. Trước khi đi vào duyên sự, bây giờ chúng ta ôn lại. Và quý vị vị nào có thể bổ sung, có thể ôn lại nếu mà chưa được mời lên, hoặc là quý vị cảm thấy rằng câu Phật ngôn này có những cái điều tâm đắc thì quý vị có thể đưa tay lên để đọc ha. Ở đây giọng kinh cũng được, giọng kệ cũng được, không bắt buộc nghe, nhưng mà đọc sao cho tương đối nó ổn chút. Bây giờ trước tiên chúng tôi đọc thì giọng kinh, quý vị chú ý, và vị nào muốn bổ sung, muốn đọc nữa thì cứ đưa tay, hoặc là chưa đọc thì cứ đưa tay lên. Ekasacharitam sayo nattibale sahayata eko chare nachapa ba nikayira apposutko matang yaranye wanago. Đọc như vậy thì nó dài quá ha. Thôi bây giờ chia làm hai. Ekasacharitam sayo nat thi bà lê sa hà gia tà e cô cha về nó cho bà ni ca di ra áp po sút cô mà tăng gã rành nhẹ quá na gồ. Đọc lại lần nữa. E ca sa cha di tăng say yo na thi bà lê sa hà gia tà e cô cha về nó cho bà ni ca di ra áp po sút cô mà tăng ga rành nhẹ quá na gồ. Tốt hơn sống một mình không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự như voi sống rừng voi. Rồi câu Phật ngôn này ai chưa đọc thì cứ đưa tay, chứ không mà nhiều khi nó thiên vị kêu người này mà không kêu tôi buồn quá, rồi lần sau bỏ không đi học nữa, không tham gia nữa. Xin Nhật Quỳnh đưa tay, xin lỗi. Rồi, xin mời. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thú. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trị Đức đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên và quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Chị Bích Ta đọc chưa, chị Bích Ta? Nếu chị mà ta chưa đọc, Nhật Quỳnh trả bài xong, Nhật Quỳnh kính mời chị nha. Phải trả bài, không trả bài thì cũng công mình vô đây lắm chị. Mình không chắc mình đọc giỏi đâu. Dạ. Để mình đọc ngày thấy sai, ngày sửa thì mình sẽ nhớ hơn. Dạ, con xin được trả bài Pháp Quốc Kinh số 330. Ekasacharitam sayo nattibale sahayata eko kare na cha bà ni ca di ra áp phật su khâu mà tành cha rành nhẹ quá na gơ.
Ekasachari tang sayo nati ba le saha yata Eko kare na chat ba ba di ka di ra ap hot su kho ma tan cha ran nye wa na go Ekasachari tang sayo nati ba le saha yata Eko kare na chat ba na na cha con xin đọc lại con này Eko kare na chat ba ba di ka di ra phốt su khô ma tăng ca rành nhề quan na gơ tốt hơn sống một mình không người ngu kết bạn độc thân không ác hạnh sống vô tư vô lự như voi sống rừng voi. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu, và con có đọc sai ngài chỉ dạy cho con xin được kệ ạ. Ê cả sa cha trì tăng say vô Na thi ba lê sa ha ya ta e ko cha di na cha ba ba di ca di ra a pho su kho ma tan ga ran ye wa na go e ka sa cha di tang say yo na thi ba lê sa ha ya ta Ê cô cha đê na cha ba ba ni ca di ra a pho su kho ma tan ga ran nhê wa na go. Tốt hơn hãy sống một mình, người ngu kết bạn đồng hành chẳng nên ác xa rồi bỏ não phiền, chúa voi cô độc vui miền rừng xanh. Và đây là bản khổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và con thấy có thượng tọa Nam Nguyên vào đạo tràng. Sư hôm nay có cầm mít được không bạch sư? Nếu sư cầm mít được con cung thỉnh sư ạ. Dạ, đại đức Pháp Trang có cầm mít được không? Con cung thỉnh quý ngài. Dạ, xa thủ con kính dân mít đến sư. Mến chào Liên Hoa. Dạ, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Pháp Trang, kính lễ quý cô và kính chào quý Phật tử. Bây giờ sư xin đọc bài Kinh Pháp Cú 330. Ê ca sá chá rí tăng say yô nát thi pa lê sa hà yá ta Eko cha re na cha ba ba ni ca di ra appo su kho ma tăng giáo rành nhẹ quá na go ekasa cha ri tăng say yo na thi pa le sa ha ya ta Eko cha re na cha ba ba ni ca di ra Ô xuất khô mà tăng ra rành nhẹ quá na go e ca sa cha ri tăng say yo nát thi pa lê sa ha ya ta e cô cha rê na cha ba pa ni ca di ra ấp ô xuất khô mà tăng ra rành nhẹ quá na go tốt hơn sống một mình không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự, như voi sống rừng sao, như voi sống rừng voi. Tốt hơn sống một mình, không kết bạn người ngu, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự, như voi sống rừng voi. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Dạ, mô Phật, sư đã đọc xong rồi. Bây giờ mời vị kế tiếp nha. Dạ. Dạ, sư thủ này kính cảm ơn thượng tọa Thanh Tâm. Dạ, bây giờ con xin bổ sung hồi nãy con chưa kệ và chưa đọc tiếng Việt. Và bây giờ con xin kệ và đọc tiếng Việt. Và bây giờ không thấy bài
Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Ê ca pha cha thì tăng say vô nát thì ba lê xa hạ dạ tè. Ê cô cha rê na cha pa pa ni ca di ra a pa su cô ma tanh ga ranh nhê qua na go e ka sa cha thi tăng say yo na thi ba lê sa ha ya ta e o cha re na cha pa pa ni ka di ra a po su ko ma tanh ga ranh nhê qua na go. Tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô như voi sống rừng voi. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tốt hơn hãy sống một mình, người ngu kết bạn đồng hành chẳng nên, ác xa rời bỏ não phiền, chú voi cô độc vui miền rừng xanh. Dạ, cổ thân này của Hòa Thượng Giới Đức. À, dạ, tôi đã đọc xong. Dạ, bây giờ kính mời vị tiếp theo ạ. Dạ. Trước hết con kính lĩnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trong đạo tràng. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 330. Ê cát sá chá rí tăng say yô nát thi ba lê sá hà yá ta. Ê cô chá rê ná chá ba ba ni ca di ra áp bốt xúc cô ma tăng gá rành nhê quá na gô. Ê cát sa chá ri tăng say yô nát thi ba lê sa hà yá ta. Ê cô chá rê na chá ba ba ni ca di ra áp bốt xúc cô ma tăng gá rành nhê quá na gô. Tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự như voi sống rừng voi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con cũng xin kể câu Pháp Cú 330. Ê cát sa cha ri tăng say vô nát thi ba lê sa ya ta. Ê cô cha rê na cha ba đi ca di ra áp bốt xúc cô ma tăn ga ranh nhẹ qua na gồ. Ê cát sa cha ri tăng say vô nát thi ba lê sa ngà gia ta. Ê cô cha rê na cha ba ni ca di ra áp bốt su cô ma tăn ga ranh nhẹ qua na gồ. Tốt hơn hãy sống một mình, người ngu kết bạn đồng hành chẳng nên, ác xa lìa bỏ não phiền, chúa voi cô độc vui miền rừng xanh. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Như Đức. Không biết con có sai chỗ nào, xin Ngài sửa cho con ạ. Và con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ.
Dạ Nam Mô Bát Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Lúc nãy thì mình cũng lúng túng, mà cái câu pháp cú 303 này con rất là thích đó ngài. Câu này hay quá nên con xin đọc lại một lần nữa. Dạ. Ê cát xá chá tí tăng say yô na thi bà lê sá hà yá tà Ê cô chá rê na chá bà bà ni ká rí yá Áp bồ sú khô mà tăng gà rằm nề quá nà gô. Dạ con xin đọc kệ. Ê cát xa cha di tăng say yô na thi pa lê sa hà gia ta Ê cô cha rê na cha ba pa ni ca ri ya a po su khô ma tăng gà năng gà răng dê qua na gô Ê ca sa cha thi tăng say yô na thi ba lê sa ha ya ta Ê cô cha rê na cha pa pa ri ca ri ya a po su khô ma tăng gà răng nê qua na gô Tốt hơn á, thì sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân, không ác hạnh, sống vô tư, vô lự như voi sống rừng voi. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, tốt hơn hãy sống một mình, người ngu kết bạn đồng hành, chẳng nên ác xa rời bỏ não phiền, chúa voi cô độc, vui miền rừng xanh. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ, xin nhường biết là cho vị kế tiếp ạ. Dạ. Bài cái câu pháp cú 303 này hay quá sự. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Tâm Hương. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bạch ngài, con không còn thấy bàn tay của vị nào nữa. Con có thỉnh Đại Đức Pháp Trang, chắc sư bận rồi, chứ không có cầm mic, nên con cũng không thấy bàn tay. Liên Hoa có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không, Liên Hoa? Alo, Liên Hoa có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện trong một giáo Nam Truyền. Nghe phải không? Có cầm mic được không? Lên trả bài đi. Lâu quá không có nghe được âm thanh của Liên Hoa nha. Mời Liên Hoa. Nam Mô Bát Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Pháp Trang, con kính lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú 330 ạ. Ê cát sa cha ri tăng say yô na thi bà lê sa hà gia ta Ê cô cha rê na cha pa pa ni ca di ra ca di ra áp tại con đeo kiến con không thấy đường cái điện thoại con nhỏ quá áp bồ xuất khô mà tăng gà rành nhẹ nhẹ quá nà gô e cát sa chá ri tăng say yô nát thi bà lê sa hà yá ta e cô chá rê na chá pa pa ni ca di ra áp bồ xuất khô mà tăng gà rành nhẹ quá nà gô Tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự, như voi sống rừng voi. Dạ con xin kệ. Ekasa cha ri tăng sayo
Nathi pale sahayata eko chare na cha paha paha nikayira oposu aposukho matangaran newana goho. Tốt hơn hãy sống một mình, người ngu kết bạn đồng hành chẳng nên, ác ma rời bỏ não phiền, chú voi cô độc vui miền rừng xanh. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong mà tại nay con không đeo kiến, con không có nhìn thấy gì. Dạ con xin được xuống mít ạ. Sa thủ kính cảm ơn Liên Hoa rất là nhiều. Lâu lắm mới nghe được âm thanh của Liên Hoa. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ cảm ơn chị Meta nhà phiền rủ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Dạ cảm ơn Liên Hoa. Dạ ngài con nghe được âm thanh con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng để chúng con được học duyên sự. Dạ con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia, kính lễ thượng tọa Thanh Tâm, kính lễ Lễ Đức Pháp Trang. Rất là hoan hỷ quý vị đã có được một cái sự căn bản, mặc dù đến với đạo tràng không mang mắt kính nhưng mà vẫn đọc ào ào. Bài này khó chứ không phải dễ ha, bởi vì theo cái giọng kệ thì quý vị thấy hai câu đầu chỉ có 8, nhưng mà hai câu sau là tới 12, cho nên cái âm giọng của chúng ta nó hơi trục trặc kỹ thuật, nó không đi theo một cái quy luật, nhưng mà đã gọi là kể thì sao cũng được hết á. Đọc mình tự mình đọc mình cảm thấy hay á thì chính cái đó là một sự thành công. Bài này khó như vậy mà Sĩ Tâm Phương nói là hay quá hay đi. Nhưng mà cái hay của Sĩ Tâm Phương á là hôm nay đọc tiến bộ. Bài khó vậy mà chỉ sai có một từ, vậy là quá giỏi rồi. Này chắc phải do cái người mở hàng hay sao ha. Có lẽ là người mở hàng mát tay hay là sao đó. Rồi cái đạo tràng của chúng ta hưởng lây, tức là đầu xuôi thì đuôi lọt. Câu Phật ngôn này quý vị đã thể hiện rất tốt. Cái gì? Không biết. Xin kiểm tra lại nè, thấy thua ha. Rồi, bây giờ câu Phật ngôn 330 nó là một cái sự kế thừa của câu Phật ngôn 329, 328. Câu Phật ngôn 328 nói lên ý nghĩa: nếu đừng hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm. Câu Phật ngôn 329: không gặp bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, như voi, như vua bỏ nước bại, hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi. Và câu Phật ngôn 330 này á thì nói lên ý nghĩa tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự, như voi sống rừng voi. Như vậy thì ba câu Phật ngôn nói lên một cái duyên sự, một ý nghĩa. Và ý nghĩa nó như thế này: khi mà Đức Phật ngự ở trong cái rừng Ba Lít Đây Giặc Cá, thì khi ngự trong rừng như vậy thì ngài đề cập đến một số trong thương, cho nên mới có ba cái câu Phật ngôn này xuất hiện. Đức Phật ngự ở trong rừng Rakhita này, ngài được tượng Chúa
phục dịch một cách chu đáo suốt trong 3 tháng hạ. Thì những cái gia đình là đại thí chủ như ông Cấp Cô Độc này, bà Quý Sa Kha này, khi đến chùa không thấy Đức Thế Tôn thì đã khấn cầu với ngài Ananda, bạch ngài, ngài hãy nói rõ cho chúng tôi biết bây giờ bậc đạo sư đang ở đâu. Thì ngài Ananda ngài mới nói rằng Đức Phật đang ngự ở trong rừng, sống một mình ở trong đó, và 500 vị tỳ khưu cũng đi đến mong mỏi muốn gặp Đức Phật, cho nên cũng đã yêu cầu với ngài Ananda hãy đi vào trong rừng để thỉnh Đức Thế Tôn về, muốn diện kiến và nghe pháp nơi Đức Thế Tôn, vì đã lâu rồi các vị tỳ khưu này không được nghe lời giáo huấn. Ngài Ananda cùng chư tăng đến khu rừng Rakhita. Nhưng mà ngài Ananda suy nghĩ, suốt 3 tháng an cư kiết hạ, Đức Thế Tôn đã sống độc cư một mình, không có bóng dáng một vị tỳ khưu nào đến cái trú xứ của ngài. Mà bây giờ thì chúng ta đến một cách đông đảo như thế này thì chắc chắn là không thích hợp. Không thích hợp. Quý vị chờ chút. Rồi, khi mà suy nghĩ như vậy thì ngài Ananda một mình đi vào ý kiến Đức Thế Tôn. Và khi bước vào thì con tượng chúa Ba Lý Lê Giật Cá thấy ngài Ananda thì nó ra nó ngăn cản, nó ngậm một khúc cây ở nơi cái vòi của nó chạy lên, tức là cản ngăn Đức Ananda. Khi đó Đức Phật thấy mới nói rằng: này Pa Lít Đa Giật Cá, hãy tránh ra, đó là đệ tử của Đức Như Lai đấy. Và nghe Đức Phật nói như vậy thì con voi Pa Lít Đa Giật Cá nó buông cái cây xuống, tỏ ý nó bằng cách rằng mình nó nghe lời Đức Phật và buông cái cây xuống, và nó hướng về Đại Đức Ananda với ý nghĩa rằng sẽ tiếp nhận y bát của Đại Đức Ananda. Nhưng mà Đại Đức Ananda không có trao, không có giao cho con tượng đó. Thì con tượng chúa Pali Đa Giật Cá nó mới nghĩ rằng, nếu mà vị tỳ khưu này là bậc đa văn, kiến thức thâm sâu, thì không bao giờ đặt cái y bát lên trên cái tảng đá, cái nơi ngự của Đức Phật. Và Đại Đức Ananda đã đặt y bát xuống dưới đất ấy, chứ không phải để trên tảng đá. Và tất nhiên có nhiều vị tỳ khưu thông suốt về kinh luật, về hành, về pháp hành ấy, thì không bao giờ để những vật dụng, những đồ đạc của mình trên chỗ ngồi hay chỗ nằm của những cái bậc thầy, những bậc trưởng thượng. Và Đại Đức Ananda quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi nơi phải lẽ. Đức Phật mới phán hỏi rằng: này Ananda, ngươi đến một mình hay là đi với ai? Bạch Đức Thế Tôn, con đến với 500 vị tỳ khưu. Này Ananda, nếu vậy thì chi tỳ khưu ấy hiện giờ đang ở đâu? Bạch Đức Thế Tôn, con không biết ngài có ý nghĩ như thế nào, cho nên con đã để các vị đó nghỉ bên ngoài, và con vào đây chỉ có một mình mà thôi. Này Ananda, hãy gọi các vị tỳ khưu ấy vào đây. Đại Đức Ananda đã theo lời dạy của Đức Phật đi gọi các vị tỳ khưu ấy, nói rằng khi các vị tỳ khưu ấy đến thì Đức Phật ngài là một vị tối thượng giác, là một bậc pháp vương cao thượng. Nhưng mà ngài đã sống ở đây suốt 3 tháng đơn độc, chắc là theo thường tình thì có rất nhiều sự vất vả, không có ai phục dịch, như là dâng nước súc miệng, nấu nước để tắm rửa, vân vân. Thì Đức Phật ngài mới thích lệ các vị tỳ khưu đó như thế này: này các tỳ kheo,
Như Lai đã có tượng Chúa Bà Lý Lê và các phục dịch Như Lai. Và thật là đúng như vậy. Nếu mà không gặp được người bạn đồng hành cùng chung một lý tưởng thì tốt hơn nên sống đơn độc một mình. Lý do mà Ngài vào rừng sống một mình đơn độc như vậy, tức là câu chuyện xảy ra tại thành Kosambi. Một bên là nhóm luật sư, một bên là cái nhóm pháp sư. Chỉ vì một cái gáo nước trong phòng vệ sinh mà sinh ra cái vấn đề coi như khẩu chiến, rồi chia rẽ lẫn nhau. Chư Tăng chia rẽ Chư Tăng, Phật tử rồi cũng binh vực theo Chư Tăng, cũng chia làm hai. Rồi Chư Thiên thì cũng ủng hộ luật sư, ủng hộ pháp sư, cũng chia làm hai. Và thế là Đức Phật Ngài hòa giải, nhưng mà cũng không được. Và Ngài đã vào trong cái rừng Rakhita này, và Ngài sống ở đó suốt 3 tháng. Trong 3 tháng đó thì quý vị biết rằng có một con voi chúa, nó sống chung trong cái bầy của nó, nhưng mà bây giờ già cả rồi. Mỗi lần đi xuống uống nước thì cũng uống nước đục, bởi vì mấy con voi nhỏ nhỏ trẻ trẻ nó chạy tới trước, nó xuống nó quậy, rồi uống nước sình. Mỗi lần ăn những cái ngọn cỏ thì cũng ăn những cái ngọn cỏ thừa mứa của những con voi trẻ nó đi trước nó ăn, rồi còn những cái dư sót lại thì ăn những cái vật thực dư thừa như vậy. Con voi chúa Palila và cá này buồn bực mới nghĩ, mới tắt đàn ra, thà rằng sống cô đơn chứ còn sống với bầy đàn thì thấy rằng có nhiều sự thiệt thòi. Và vua chúa đã cảm thấy rằng rất là hạnh phúc khi sống một mình. Một mình ta sống khỏe ru còn hơn sống với kẻ ngu ít gì. Trong cái sự cô đơn đó, trong cái sự độc cư nhàn tịnh đó thì gặp Đức Phật. Và vua chúa này đã lấy Đức Phật làm một cái đối tượng, một thần tượng, một nơi để nương nhờ. Hằng ngày vua chúa này phục dịch Đức Thế Tôn cũng giống như một người thị giả, coi như rất là tuyệt vời, cũng biết nấu nước nóng để cho Đức Phật coi như là sử dụng, bằng cách ví dụ như những cái hốc đá, những cái hốc đá có những cái vũng nước nó đọng trên những hốc đá như vậy. Thì voi chúa này muốn có nước nóng cho Đức Thế Tôn để mà tắm rửa hoặc là sử dụng, thì voi chúa này mới dùng tới cái vòi của mình, rồi lấy hai cái tảng đá cho nó cọ sát với nhau, rồi cho nó sẹt lửa ra. Cho sẹt lửa ra rồi cái bỏ những cành cây khô nhóm lại thành ra một cái đống lửa. Khi nhóm lại một là thành một đống lửa thì voi chúa này mới dùng những cái tảng đá, cục đá tròn tròn á, vừa khả năng lấy những cái cục đá đó đem nướng trên lửa, nướng trên than hồng. Và khi nướng trên than hồng mà cái cục đá nó tương đối là nó nóng á, thì con voi này nó mới dùng cái cây nó hấp vào trong vũng nước đó. Và hấp vào trong vũng nước đó chừng vài cục đá bự bự như vậy thì nước nó sẽ nóng lên mà nó sẽ ấm lên. Khi nước nóng ấm lên thì voi nó dùng cái vòi của mình nó thử nhiệt độ thấy vừa phải, thì nó đến thỉnh, nó quỳ xuống thỉnh Đức Phật đến sử dụng cái nước nóng đó. Thì sự phục dịch của voi suốt trong 3 tháng mùa an cư, đi vô trong rừng hái những trái cây, những buồng chuối, rồi trái này trái kia đem về dâng cúng cho Đức Phật suốt cả 3 tháng. Và một con khỉ cũng buồn chán chuyện gia đình, đi lang thang và theo dõi
Thầy đã nói luyến thỉ ha, nhưng mà không, đây không có luyến thỉ. Nó theo dõi ngũ voi và thấy con tượng Pa Lý Lê và cá có những cái hành động mà nó quan hỷ quá, nó muốn hùng phước. À, thay vì ở dưới thóc thì con voi hái được những cái trái cây ở dưới thóc, còn riêng ở trên cao á thì con khỉ này nó mới truyền qua cành này cành kia và nó biết rằng có một tổ ong. À, nó mới đến nó bẻ cái tổ ong đem xuống dâng cho Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật không nhận. Nó buồn quá, không biết sao, tại sao Đức Phật không nhận. À, nó mới cầm tổ ong nó coi thì chắc thấy là trong cái tổ ong nó có những con ong con á, nó còn lúc nhúc ở trong á. À, anh khỉ này anh mới kiếm cây anh khui những cái con ong con đó, rồi khi mà sạch sẽ rồi không còn con ong nào thì đem xuống dâng Đức Phật ngài thọ dụng. À, và khi mà thấy Đức Phật thọ dụng như vậy thì anh khỉ mừng quá, quan hỷ quá, nhảy từ cành này qua cành kia. À, và cái duyên nghiệp đã đến một cành cây khô, khỉ này nó nhảy qua nó chụp cành cây khô đó và cành cây đã gãy. À, thế là từ trên cao rớt xuống. À, khỉ này nó đã rớt trên một tảng đá và cái đầu nó đập vào đó. Thế là con khỉ này với cái tâm hoan hỷ phước thiện của mình được sanh về nhàn cảnh cõi trời. Thì như vậy trong suốt 3 tháng thì chỉ có con voi là thường trực ha, con khỉ chỉ là hùng phước thôi. À, nhưng mà Đức Phật sống rất là an lành. Cho nên khi mà thấy ngài Ananda vào thì con voi này ra nó cản không cho vào, nhưng mà khi nghe lời Đức Phật thì nó đã ra nhận y bác, nhưng mà Đức Ananda không cho. Và nó theo dõi để coi để Đức Ananda có biết điều hay không. À, có nghĩa là nó nghĩ rằng chỗ ngồi của Đức Phật trên tảng đá đó là bất khả xâm phạm. Nếu mà để y để bác của để Đức Ananda lên đó thì con voi này nó sẽ có biện pháp nó cản. Nhưng mà thấy ngài Ananda để y bác xuống dưới đất. Vì này là một cái người đệ tử coi như là làm đúng luật đúng pháp, cho nên con voi này quan hỷ. Rồi khi mà Đức Phật hỏi ngài Ananda đến bao nhiêu thì ngài nói đến với 500 vị tỳ kheo. Và Đức Phật đã kêu 500 vị tỳ kheo đó vào và ngài đã nói lên những lời giáo giới. Này các tỳ kheo, ở đây đã có tượng Chúa Pa Lý Lê Giật Cá phục. Nếu mà không gặp được người bạn đồng hành cùng chung một lý tưởng thì chúng ta nên đơn độc sống một mình. Và ngài đã thuyết lên 3 câu Phật ngôn liên tục. Nếu trên đường đời con gặp được bạn đồng hành thân trọng, thích hợp để sống với nhau, người có phong cách và trí tuệ, hãy kết hợp với người ấy một cách quan hỷ và giác tỉnh thì sẽ vượt qua mọi việc hiểm nguy. Đó là câu Phật ngôn 328. Câu Phật ngôn 329: không gặp được bạn đồng hành thận trọng, thích hợp để sống chung, người đó có phong cách chân chánh và trí tuệ, thì con nên đơn độc sống một mình, giống như một vị vua đã rời bỏ một cái vương quốc đã chinh phục. Hãy sống một mình như con voi nó sống giữa rừng sâu. Và câu Phật ngôn 330: tốt hơn đơn độc một mình, không kết hợp với kẻ cuồng dại. Hãy sống cô độc, không thực hành những điều ác, để khỏi lo âu, giống như con voi ma tăng gá nó sống giữa rừng sâu. Khi mà Đức Phật ngài đã giảng giải về 3 câu Phật ngôn này thì các 500 vị tỳ kheo đó chứng đắc thánh quả A La Hán. Thì chúng ta thấy độc cư nhàn tịnh, đó là một cái pháp môn thiểu dục chi túc trong duyên sự của 3 câu Phật ngôn này.
cho chúng ta thấy rằng vì không hòa giải được chư sư, Phật lẫn vô rừng giữ độc cư, voi chúa một mình lo phục dịch, thú người kết bạn sống trầm tư, tăng Phật khổ bởi xa đọa, mãn hạ cùng nhau đến Vấn An, Phật lấy gương voi răng dạy chúng đến thành vô học chẳng nghi nan. Khi nào tăng chúng tự phân ly, dân giả không còn trọng bác y, thì hạnh độc cư càng cấp thiết, pháp minh sát khổ phải kiên trì. Như vậy thì với những câu Phật ngôn này, chúng ta thấy rằng thà độc cư nhàn tịnh, đây là đối với những vị xuất gia ha. Đức Phật khuyên 500 vị tỳ kheo đó phải thực hành bỏ nhà mây trắng ra đi, thông dung muôn sự viễn ly thế tình, pháp đen pháp trắng phân minh, tìm trong an lạc câu kinh thước tịnh. Trong an lạc ở đây tức là ehipasiko, hãy nhìn lại chính bản thân mình, chứ không phải nhìn ra bên ngoài. Tức là độc cư ở đây tức là nhìn lại chính cái bản thân của mình để được minh tâm kiến tánh. Và khi đã minh tâm kiến tánh rồi thì chúng ta cảm thấy rằng hạnh phúc đã ở trước mắt của chúng ta. Đi thách thăm má su kháu vị hà ra rằng hiện tại đặc trú. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành chúng ta học hỏi như lời dạy của Đức Phật để áp dụng trong cuộc sống. Quan trọng là thiểu dục tri túc. Thiểu dục tri túc là chúng ta phải nhìn lại chính mình mới thấy, chứ nhìn ra bên ngoài thì nó mờ mắt, không thể thấy được. Với phước lành chúng ta học hỏi như lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng ta làm để tiểu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền xin hoa lực vô biên chư toàn giác độc giác và sinh văn tính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ phương Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so ti wo ho tu sa pa da. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội hiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy ya. Xin mời sư công nghiệp quan hỷ kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo.